cái này còn 30% thôi, còn có cơm tắm. Tối nay tao con cho con dầm dầm. Ở ở giờ này Thái Dúi chưa lên à, Thái Dúi lên làm kẹo đi. Thái nghĩ làm kẹo rồi. Đây có mạnh mình tội bác không. Sao cái mấy thằng tránh này nó nghèo đói vậy ta, không có cả lắc gân cốt. Đi đi đâu rồi Thảo ơi. Thảo ơi. Bạn kiếm thằng Thạch bữa nay còn 700 ngàn viên rồi. Kêu hoài bật lại nó được theo. Nhanh lên mình ra đồ mình chạy xuống nhầm một trước cái đó ăn treo chứ. Đợi đang thu mua, đợi đang thu mua 600 mà chú Linh này. Mua ai bán cho em đợi chú Linh này. Giờ sao kịp nữa. Bật lại đây. Mẹ quá trời mẹ mày. Nó xuống rồi nè, mấy mày đấu chân rồi, nó xuống rồi nè, mấy mày đấu chân rồi. Làm sao nó mặc lại lấy hộp rõ. Bà gì? Nãy giờ loại sầm sàm không? Nó xuống một, xuống lớn luôn kìa. Cái gì vậy? 100 thằng, 200 thằng rồi. Ê, trời nó đông thế. Đụng má xuống dòng mọc đông phải lồn, úi trời. Thôi bị bá thấy nó, ôi kìa. Người chết luôn kìa. Có ra mọc luôn chưa? Trời ơi, bụng là 30 chấm rồi, hạ chiến thằng đi, hạ chiến thằng đi. Thì thả ra, con chiến thần điệp này nó khỏi chết hả? Đi kìa, trời đông gì? Thịnh mình lại vô chưa vô được à? Ủa chưa lai à? Bữa nay mình quên pháo. Trời ơi, chúng ta một cái vậy. Nó mở tiệm bút phê cho mọi người. Em ơi, bộ này mới đông má, đánh được trưởng một con chiến thần, chiến bố mẹ hả? Mẹ sao chiến thần nó mẹ vào tận hai mình ra chết tay kìa. Chiến thần cái ghế nó xuống lòng một kia. Trời ơi, đẹp đi. Nó mở tiệm bút phê với một này. Đúng là bút phê thiệt rồi. Hình bệnh mình ở về mình ngập mới đá vô bê sườn của Nguyễn Thắng. Nguyễn Thắng dẹo 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 chạy đi được à. Dạ một nhà mình, một nhà nó đây. Nhà nó, một nó. Bây giờ mình đi ăn treo dễ lắm, tính là một là ăn con treo à. Nè kìa, đi bên phải kìa. Anh em tôi bật trên phải, anh em không này à. Có khi đánh như này để khỏe hơn đây nè. Đúng rồi. Ôi đồ ơi, tránh phải được vậy. Ui trời ơi, giống phải đánh chú, ui ui. Thôi trời. Một ca để mà nghe, thua một ca để mà nghe. Bắt được nha, bắt được nha. Ăn bút ta nghe vậy. Trên cứ lùi cái hạt này. Mệt quá. Ê, ê, ma. Nãy giờ lỗi xin chào, quên bao giờ chân trời nhà hàng ngoài ngóng à. Rồi, clear xong rồi đánh đi anh em ơi. Có thằng tăng hình xuống. Nó có 3, nó đẩy 3 liên tục đấy. Đẩy 1 liên tục, nó đẩy 3 vậy. 3 đẩy xuống 1. Kìa, có thôi. Cái đó gọi là nó đẩy 1, có đừng nói nó đẩy 3. Nó đi 3 đẩy xuống 1, ok chưa? Ê, con chó mở đường xuống đây kìa, con chó mở đường xuống đây kìa. Mẹ, bụng lại làm cái gì nữa không biết nữa. Đánh với 1 lên Nắng ơi. Một xong rồi mà. Con chó mà đường xuống anh kìa, nó chạm 30 xuống nhiều, nhiều, nó vẫn xuống nhiều. Ủa, đi mà đi mà, nắng cho em đó. Nó chạm 30 rồi, chạm 40 rồi kìa. Bỏ tao kiếm trước đi. Kiếm trước có người xử lý không? Mày đi ăn đâu? Bắt được này, bắt được này. Mấy tám ăn. Rồi. Quá đẹp. Mày, con có một tim xuống kìa, tim đằng sau thiếu à. Rồi. Được rồi này. Cho xin xem cái có ngang minh chém nào gần đây không nhỉ? Khoái vừa bạn kìa. Bắt cổ sư này, Rồi đứng yên rồi, Em thấy em này. Rồi bắt tâm rồi, ok. Ủa, con thằng con cái công cổ sư ta nhớ là đau lắm mà lăn lùng chiến chết hồi đó mày. Rồi dọn xong nha, ui trời ơi bên mình treo nhiều thế. Bữa nay tem của thằng Hoàng Diệu nó treo rồi. Kìa có xuống nha, vẫn xuống tiếp nha. Từ từ anh em bắt. Lấm xe được, không có xe, khó đánh quá. Gì vậy? Còn có hai thằng đang treo dưới này. Treo được. Vô lòng rồi.
Rồi rồi rồi, Thiên Lan nó tập cho miếng bây giờ. Chạy đây, chạy đây, Long Huyễn luôn. Chạy luôn, Long Huyễn ấy. Dùng hai nó sao? Đang điện đi Kim Quy ơi. Đợi anh xếp anh mua lắc nó không. Xuống nha, thiếm trước, thiếu tương xuống kìa. Ui, xuống đông nha, bạn đang xuống đều nha, thiếu tương trước kìa. Bọn này nó chắc ăn treo thật đấy. Cái bộ anh chảnh 30 rồi nha, anh cẩn thận cỡ ở quê bỏ nha. Mua 1k3 nha. Ồ, bác. Bác cà mau. Bọn nó cũng sẽ tướng nó năm ngày nào. Bên đang cà mau anh em ơi. Bên mình vẫn đang trèo gì đấy nhiều quá, bọn nó xuống ăn trèo tí là chúng nó đầy. Bọn nó hiện xuống liên tục quá. Con chó mà được. Chợ nó đi vào kìa. Biết một không? Abdullah nào. Cảm ơn bao nhiêu anh em ơi. Tới nè Kim Quy ơi. Ở dưới có nè, có nè, đại ơi. Đánh lên trên. Úi giời ơi, ăn quả 55. Chết bà bị đít luôn rồi. Đã vô lại cái Long ơi, bị đít luôn rồi. Bên mình có 3 đấy nhá. Ở nhà ăn treo khỏi không đâu, khỏe quá rồi nha. Đâu đâu chó được. Nó lộn mèo kìa, nó lộn cỏ kìa. Nó đập vô đầu lộn cỏ kìa. Thiếu lúc trước quăng gà xa vào hai nó được này. Rồi. Đấy cái đâu đây gì biết ơi. Ê một anh đi. Có không kiếm anh ơi. Một vẫn còn kìa. Đâu chứ cũng hay là anh dâu em đi theo nó nè. Đi bắt đầu bắp bay theo nhìn lại nắng đi nghe. Em đầu hai nè bơi. Ố kìa. Em đang ra bánh màu kìa anh em. Bộ này màu nắng nó đang lên nè. À bắp bắp nó luôn nắng nó có chạm. Bắp bắp nhìn lại nắng kìa. Chạm cao lắm. Thằng nó chạm cao lắm. Giờ hay. Cúc cúc. Má treo cái này treo đông dữ gì. Này chúng nó xuống chúng nó tập vài miếng là mắc ngay. Bé tướp ơi, em nhìn like của nắng đi. Ở quýnh vậy mình mới thắng được chứ thụ quá nó treo đông lắm. Chứ ngay mà đàn nào quýnh mà gần quýnh 2 luôn đi. Có quýnh 1 luôn đi. Không cần mặc định đâu. Bên mình ra được rồi mà. Đánh được vào nhà nó này. Hai tống nha. Có cái đàn có tách được con nêu cổ không này. Bắt luôn hai tống này. Cái gì cho mà đợi vô nhà mình luôn rồi kìa. Vô hai nó. Ui, ăn 55 kìa. Ăn ngay quả 55 con kiếm trên núi. Ấy hai nó thơm không? Giữ cái đam được không? Chó mới lượn đâu lên, chó mới lượn đâu ạ? Ở hai nhà mình đấy. Để luôn huy ơi. Chó rồi. Mình cục đá nhiều kìa. Chú đi. Còn thua 300 điểm anh em, còn thua 300 điểm mà. Ok đó. Tụi nó không có anh treo thì nó bỏ. Tao vô rồi. Địt mẹ cái quỷ đây nè. Quỷ tao vô tới rồi. Anh ôm bom vài tên là công vào hai nó luôn này. Tuyết hận cao cao thì anh em kiếm trượng sẵn sàng vào hai liêu nhá, hai tống nhá. Tôi chết rồi, thằng hình sớm quá. Lém có sư đây không lém. Cây tuyết hận cao cao tí.
Chết rồi. Ơ thế mà anh em không nói tôi làm tôi đang la nhầm cửa sổ nhá. Trời ơi, không ai nói. Đây 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 đây, nãy giờ đang đánh con này anh em ơi nhá. Sorry sorry mọi người nhá. Đang cầm Gamidan. Sang ăn, sang ăn. Sang ăn cái, sang cái. Cái đêm quay lượt được clon vô liêu không anh em? À, vô tống không anh em? Ông nào lại ông không có trong lại trên người đâu, cố gắng có dành đi ở trong hôi trên người đó, nó xuống này, nó xuống này. Tù đi. Nó xuống này, nó xuống, đợi ơi, đập đập té, đợi đập té, nó té cái. Bên nó không ai vô luôn. Từ sắp mép bên đây nè, đang miễn, đang miễn, đang miễn lên. Số mà cũng gặp bạn, cỡ mà chạm 30 cái thằng nhà tỷ giỏ giờ rồi đẹp. Lui lui chạy ra luôn, chạy luôn, hủy rồi đó, hủy rồi, hủy rồi. Đủ cho mình dưới ai cầm vậy đi, rồi chăm để nhất á, về thủ mộc đi. Thứ thân mình chết kìa. Coi chán rồi rồi, anh em, coi chán rồi rồi. Cái lộn má nó trâu dữ vậy. Có cháy rồi rút ra khỏi một đi. Ê kệ kệ lên chết này, mất cho Quy nè hai này. Con chó bắt đầu xuống là chồng cho em đập té ra, đập té ra. Để lại một tên nhỏ nhỏ đấy thôi, đừng đừng có ở dưới đấy hết làm gì. Mình đánh vào hai liêu hai tống này này. Đợi xíu Long ơi. Mình thắng năm, mình thắng 500 rồi, mình thắng 500 rồi nha. Đang chạm 35 nghe. Mình thắng 500 rồi, nó thôi. Đi lẹ lâu theo nắng xíu cho nắng quấn cục. Cho một nè, cho một có cổ thư nè, nuôi lạnh nè, cổ thư nuôi lạnh nè. Đã thế. Giết tôi, giết con chó mới được đã. Hay má, vừa là cho bò quấn đi ghê vậy. Em lại cho bò hai cũng tập. Má tên lộn bên à. Tôi lấy nó nguyên. Đâu bò, ngay bên hông có đập đâu bò là không có thịt nó. Người yêu có người. Không còn Ngami đàn nào ra đây đánh cùng nhở? Đây chạy đánh sang hai tống ấy, sang sang nhà hai tống ấy. Má nó bị lắc cái gì vậy? Má, từ từ ra này, để anh phi vào này. Nhưng mà anh hết sạch máu rồi đấy này. Ui giời ơi, ăn luôn quả 55 chơi luôn này. Thêm đường sâu lông. Cái tuyết hận cao cao tí là anh ôm vào hai nó là được. Một như cung ít hai đi, hai đi, một như cung ít hai đi, hai đi, lắm kìa. Cái cổ này, bắt đầu có tuyết hận rồi này. Trời vậy. Chết, đủ má nãy chứ. Lùi, từ từ, lùi.
bắt này luôn đó, đắng bắt này luôn đó. Nước Nguyễn nha, nước Nguyễn dưới một mà. Rồi xong rồi. Bắt quá tao luôn. Đấy như vậy, cái mẫu đó. Đừng nghĩ của anh nha, đừng nghĩ của anh nha. Huyễn thôi, Huyễn. Huyễn nhanh anh. Biết bông tiền nữa cho anh bông tiền luôn. Rồi, bông tiền chạy đây. Hồi đó luôn anh, hồi đó. Đang bị loạn. Để em cố gắng vô rồi, lắc vô cổ cho anh. Ôi, lắc rồi kìa. Cày thế nha. Anh nào cái là em. À, đeo vô nổi vừa tới anh luôn. Mình thử vào được bên trong rồi. Rồi, rớt mạng rồi. Không, anh đừng có vào bên trong, ngồi bên ngoài á. Không, anh vào trong được thì anh mới ích được. Đây, em hiểu chưa, em hiểu chưa. Đây. Bên trong thì là anh mới ích được, chứ còn bên ngoài là anh ngon tài kim chết ngay. Có Nga Mi Đàn nào ngồi ôm gần đấy hộ cái? Một người đang ngồi rồi, sói ngồi. Okay, okay. Thắng nó gần 1k, rồi. Má. Mình đéo để ý là ngồi di thì mẹ nó giật mình, nó điện luôn đó chú à, điện mẹ mất cái chảo chục à. Nè, hết ông chỗ đâu qua tôi hiển ra là đầu hai tôi hiển nha mà. Chỉ cần một hai ông ngồi ôm đấy thôi, còn lại là cứ ôm bom mà thôi, tiếng triệu với Nga Mi Đàn ôm vào là được mà. Ôi lại dính yêu cổ rồi. Đây đây cho anh Huyễn vào trong này này. Nhanh. Cái gì đấy sức khỏe nhở, mẹ ăn thủ chuyển là vẫn chết ạ. Rồi đi vào này. Má vào đó anh không thấy, anh không thấy nó. Rồi vào được bên trong này, vào được bên trong rồi. Loạn kìa, nó loạn lâu thế. Từ từ nha. Em vô được. Đây. Yêu cổ em ơi, Rồi, ấy đường này. Rồi. Hay, cho yêu cổ gấp nhé. Cô giờ 2 này. Vào 2 đi, càn vào 2 đi, xong vào 2 luôn đi, không sợ. Chúng phải lần 2 này, phát đi vô. Ôi, vẫn loạn này. Chết luôn rồi. Chạy, Huyễn rồi đó. Đúng rồi, vào đây. Chạy luôn. Không có chản thì vào nhá, có chản đứng ngoài thôi. Chơi thời chạy. Bị con mẹ. Bỏ máy không tìm mẹ đâu hết. Rồi tôi thấy đây luôn, Tao ngửi đến một mà, không phải ngửi đến một à. Cái gì? Cái gì một làm sao? Giống như là một vẫn còn kìa. Chó này bắt chó này. Không người kêu anh em về. Bắt chó lại này. Ôi đồng thế. Mất cái chém 30 cây quả lồn kìa. Mày còn sống nữa chứ lại. Mất rồi. Con chó này con giống ở đường dưới sống kìa. Đâu ở dưới à? Đây này bắt rồi. Nó lần này. Ê, nó tốt kiếm kìa. Nghe nắng là đời. Bên đó. Tập quá. Em còn một tô trên cái này. Từ từ bắt này từ bắt lượng anh treo đâu thế nhở? Tôi là nó dưới này này. Không không bỏ qua bắt con Nga Mi Đàn nó này. Phải không? Mấy tâm này rồi bắt được rồi này. Chó với chúng tôi này. Góc này. Ở dưới này nó dưới góc nè. Rồi nó chạy lên nó rồi. Chờ tí cho nó hiện hình nữa. Đây. Kè nắng. Rồi. Đứng yên. Rồi, Chết rồi trên này nha. Ba ông Nguyễn Quyện đạp lúc này. Bắt xe qua bên đấy rồi. Đi ô, bắt đi ô lại này, loạn này. Rồi, đi ô trên rồi. Gỗ nhầm. Ôi, mình thích Nguyễn Quyện này. Ây da. Con nghe vậy con để con lên, con dắt con đang thể nữa. Đang quẹt nó lớn hoài ta. Có thằng xuống dưa thương, chắc chắn. Sao anh cái? Anh cứ đá thì còn em với em mà, thôi đi. Còn nó chơi hết rồi. Ui đông, phải liền đông ạ. Dưới vẫn còn à? Mày không có xe kìa, than sao lưng mày kìa. Đây nè, ôi ra. Xin vội thế. Bắt được chó nhá. Bọn này thì bây giờ nó hết chảm rồi. Nhưng chúng cái đường ăn bắt chính là răng xúc không vô ta. Bắt khoái vợ bạn nè. Ôi sạch đẹp ấy. Kìa mà đéo giúp cái bức việc mình ạ.
Đi nắng rồi, đi nắng rồi. Mình xong cái đó mình đi. Rồi đi 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 sang nhà nó này, đi sang nhà nó này. Vô hai bơm nào, vô hai bơm. Không được chút mẹ đi. Ui trời, nó ăn treo nhiều như này thì hai nó yếu lắm. Ôi trời, cả một team Thiếm Quyền xuống này. Team 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 Thiếm Quyền nó xuống này. Bắt luôn này, anh thắng nhờ. Sao đâu, sao đâu. Có một tem luôn kìa, mà một tem luôn kìa. Tiếp trưởng kìa, tiếp nhưng mình bị lag rồi sao ấy. Tôi ra. Mình đang bắt được này, team Đức Nguyễn với lại Di Di này. Bắt mê tâm được này, mê tâm được hai con luôn này. Để ăn không thiếu mình đủ chứ. Để ăn thiếu nó nè, nó nứt đam, nó nứt đam. Nó lần kìa, nó lần dưới kìa. Tim số 3, tim số 3. Một tim số 3, một tim số 3 đông lắm nè. Thứ nhà đâu á. Xây ngăn cái. Chạy luôn đi. Về phố đó qua đi. Vừa thấy con chó qua đường nha. Cảnh sát ta đã xuống kìa. Chạy thằng hắn rồi. Quá, thắng một em thì kia vậy. Thôi bọn bên dưới này là bọn nó hết đấy rồi, hết chản rồi. Không còn ngăn kiếm là cho xin cái sen nữa. Đâu rồi? Này bắt này, nhà cái này. Đấy rồi. Lẹ lẹ. Đừng có cái chữ tao nghĩ là mình chạy từ trong máy ra về có đường qua đấy đâu mà. Cứ chuyển luôn cái kênh. Cái gì cứ để chết hoài à. Ờ, mày có sư để chết hoài. Mà cũng cố gắng cho Nhung Quyền còn sống thì mình cháy cũng được chứ đâu mai cáo rã mà cha. Thì đứng nhiều cũng hoa ngu lắm, sang anh cái nè. Rồi đi đá đi đá. Mà đá cháy thì sao? Đá được còn 10 giây mà đá ra đá cái đồ mới biết cái sang cái tàu anh cất cả. Sao nó đông dữ vậy trời? Ôi, chạy ra lắm được à. Này. Chèo đồng thật đấy. Có ngay mấy kiếm nào đây không? Cho xin cái sen cái gì à? Búp gì đấy. Anh không có sen anh không vào được đâu. Đây đánh đấy, đánh chậm nhá, đánh chậm bên ngoài đấy nhá. Chờ khi nào có đủ lực lượng rồi mình đánh. Lồn đi ông. Vô luôn đi Kim Huy. Chờ đó. Vô luôn đi Huy. Bên trái này. Đứng đúng rồi. Nó. Trời ơi, quá. Rồi. Đông nha. Vô có chúng máy nè. Nhà cái đến từ châu Âu à. Mẹ. Rồi, má, cũng... nó tự nhiên vô nó giật cái nào mà mẹ nó chứ. Để hiểu chết luôn. Hiểu cổ, thấy nghe mày đàn không? Ôi, bị cắt xanh bút rồi nè. Nghe mày đàn ngồi yên bắt cái mồm Nguyễn được. Anh xin công phát nó hết. Nghe mày đàn ngồi yên bắt cái kìa. Ơ, này vậy nè, hắn. Hắn khó tính quá, ngồi hắn khó tính quá. Rèn luyện biết rồi mà không giỏi lên được thôi nào ấy. Đâu xanh nói nữa là giỏi không biết cái đâu bây giờ. Ê, thằng Trinh Chu này mày nói chuyện làm sao phong băng xếp cái kìa. Đó. Hai nắng bơm luôn anh. Đây vào hai nhá. Ok. Có Ngami đàn nào ngồi vách hai hộ cái nhá. Có. Ok. Toàn nãy từ yêu cổ đây. Mẹ. Cái lỗ má nó bắn chín tường luôn. Nó đứng ở đây để ấy. À chuẩn bị vào này. Bắt hết giàn dược cùng nó là xong nhá. Em bị đam chết rồi. Cầm của Hiên cũng sống được với mấy con Hiên quyền mà. Thì mà vẫn lấy sống được với con Hiên quyền. Thôi. Má bãi bên nãy được không? Nó giảm dương công việc cho mình bị vạn lây à. Má nó làm ui nó nhỉu kìa. Bịt con mẹ lắm. Đâu vậy luôn. Đầu hai là nhiều. Đi con là đứng đường ăn đi. Vãi lồn. Đánh tàu bên đây. Đi bộ phải đầu. Biết rồi khỏi cần phải nói. Cần đi này rồi. Cần đi thiếu quyền đâu rồi. Dạ, con thương trưởng còn chiến có hai ao đâu á. Có gì lắc kìa. Có hai ao đâu. Bóng sao rồi, trời ơi. Đời. Bóng ổng rồi. Ta bị lũng quá, quán dược phải đó. Càng dinh nút kìa. Mày phải dinh nút rồi. Càng dinh nút quá.
Thôi lỡ có phải nhìn đúng không? Con cháu có chiến trường nào không nhờ anh em? Con chưa được chuẩn chiến được không rồi à? Đúng rồi. Ơ, rào tống đông, rào tống đông anh em ơi. Ngồi được chưa, ngồi được chưa? Ôm vào này, ôm vào này, ôm vào này. Đẩy vô rào 2 nó này. Để bung bung quả xin được. Hai bắt được này, hai bắt được nhiều này. Hai tống này, hai tống này, nhanh 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 nhanh. Cho anh cái yêu cái cho cái đi rồi. Định mệnh sao sao có thể uống được. Em bị lộn, em đang cứu lắm. Đá nhanh mắt để mà mình chết nha, thương chết đó. Bắt được nha, bên trong hai vẫn bắt được nha. Trong hai vẫn đang bắt được này. Tự hào. Đẩy đi tới. Cái bà đó xuống đây. Nó pháo nè. Bọn em đang lên lắm nè. Có tay cổ thì qua rào không em đi cổ xưa ấy, tay qua rào này, tay qua rào này. Ờ. Cái bà nó tầm được nhập em thấy không? Không có cổ xưa nào tay qua rào được à? Cái nó lại chụp được máu năng lượng tới, nó ngồi đây đây, ngồi đây. Đây. Anh hết máu rồi. Tay đi máu đấy luôn này, tay đi máu. Nó nã vào người rồi. Loạn được bên trong đấy. Ngay bây giờ nào bên ngoài ra mà thấy cơ hội thì phi vào luôn hộ cái nhá. Hay lồn. Ô, có đang kiếm. Anh lại tát mẹ lồn này chứ bạn. Đây là đừng chắc chân thẳng không mấy này nha. Có chân phái rồi nhưng mà chân phái một thành thôi anh em nhé. Học chân phái xong là mình bị mất theo danh vọng đấy. Nên là anh em nên cẩn thận một tí nhá. Hai này. Hai ôm vào này. Vô nắng. Đây anh vào đây. Vào được rồi nhá. Nó đang rối loạn đội hình, vào đây, rồi được rồi kìa, vào đi đi, giả dụ cũng chết hết rảnh rồi kìa. Trời ơi, đẹp cái thứ là. Tay ngăn cái sen cơ. Làm vài tên thế là giàn dư cung nó bị mất trả hết mà. Né cái góc 12 giờ nó ít lên góc đấy. Di Bích mà đứng ngoài rào thấy anh hiện hình lên thì là cho anh con yêu cổ luôn nhá. Đấy nãy như có một tem kìa, chứ mà nãy như có một tem lắm kìa. Anh mất rồi, đi cháy đi em nghe, anh mất rồi đó, đi cháy trước đi. Đó hai mặn lắm, hai mặn lắm thôi. Ờ Huy đó, thấy thắng máu gì không Huy? Ăn treo mắc rồi à? Bọn kia ăn treo kém nhở? Post điểm nó phải như thắng, chuyên nghiệp. Anh lấy thầy nói bữa đây ha, ngon chứ ngon nữa là không đưa tới tiếp rồi. Thắng là cho đội. Ở đây đang ghi bên lạnh dân cống nè. Huy ơi, rồi vào này anh ghi rồi chạy yêu cổ gấp cấp cấp không kịp kìa cho giết đi trời ơi chết chạy đi Huy ơi tao giết được nó rồi tao hạ dạ đâu rồi còn đấy mà có được cái yêu cổ là mình lại cho nó phát lui về cái Huy ơi tao vừa giết kia tao giết rồi về đi có gì lấy nè anh ơi. Bè làm tí để đánh chứ bè gì vậy? Con mạnh dân rồi nhá. Tao tới rồi nè Quy ơi. Để tao đứng khỏe bè lúc đó đây. Hai giờ xoa bước năm hai giờ. Năm con nhận dân. Tôi chết biết tôi biết. Mạnh dân. Loạn hết rồi kìa. Xin lỗi. Nhiều đã. Vô trong Quy. Từ ngay bây đàn xoáy chờ tí nhá. Tôi ôm bom được vào bên trong thì là xoáy phi vào nhá. Ôm được vào bên trong clear bọn nó thì xoáy phi vào sau này. Cắn máu chạy vào này. Đó. Cắn máu chạy vào này. Bắt hết giàn dư cung nó là vào này. Không gì gì phải trả nó. Ô tôi chết rồi lát rào kìa. Nó bị lát rào. Nó phải cần dễ gì. Tử vào được sau lưng giàn dư cung nó rồi. Đây đang đấy một nỗi. Cho bông tiền cho bông tiền.
Hắn ơi, hắn ơi. Cho anh vài hạt tiêu được không hắn? Ê ê ê. Cố, cố thật. Ông ơi, cố ơi, cố ơi. Đang có tiêu thật nhá, chuẩn bị phi vào hai lĩa tống này. Ra đâu bơm hồi nhãn cái. Hai tống này, hai tống này. Hai tống vào đây, hai tống đang loạn bên trong nhá. Hai tống này, hai tống ích được này. Ích được trong hai tống này. Đang ngồi trên vắt rồi nè. Cứu, cổ xưa ơi, cổ xưa ơi, xin cái yêu cổ cái. Rồi, ích được rồi kìa. Ích được nha, ích được nha, vào được trong hai này, vào được trong hai hướng nhiều này. Hướng nhiều được trong hai này. Rồi, hay rồi. Cứu. Bên mình clear được hai rồi nhá. Dọn được sạch hai rồi này. Đây đây đang xuống. Ích luôn này. Clear vách luôn này. Một dàn bên trong nhá. Lên này mới để tô bố mày à. Sạch rồi, bên trong sạch luôn rồi. Tập đúng nhá. Không phải đấy. Ngày mình kiếm hồi xin được đấy. Xong luôn. Tống ơi là Tống. Đây này, đây anh thấy thằng anh thấy ông Lâm thu thằng bắt con kiếm quyền cái suất em được hơn nửa máu. Mẹ em chưa. Nó gọi chiến thần nhá, nó gọi chiến thần nhá. Quấn lâu, quấn lâu, quấn lâu. Cảm ơn của dân đời anh. Kể của Hiên gió hát biệt mà em. Đứng yên nhiều này, đứng yên nhiều này. Chiến thần nó ra này. Bắt được chiến thần nhá, chiến thần này bị dính hiệu ứng đấy. Chết hả, bị chết hả? Có chiến chết ở trên băng à. Có những thằng tình ba. Có Ngami kia kia là cho xin cái xe cái. Đánh đủ chưa đánh chiếc vào ơi. Ủa cái con cô gái mở đường nó có cái hang lộn hả? Sao mà nó né được cái lỗ anh vậy à? Đừng nói lên cờ trước mà. Rồi đánh đủ chưa tiếp vào này. Chưa. Bị lậu ghê đó. Rồi xong, tao hại xóa. À quýnh, tao quýnh thật chứ anh. Chó siêu cổ luôn vậy luôn. Bọn bút anh đây coi. À đi quýnh rồi, mấy phút đây. Ờ chiến thần bên đấy, chiến thần là nó dính hiệu ứng mà anh em. Bắt hiệu ứng là bắt được chiến thần mà. Mình có thể bắt hiệu ứng được loạn, ví dụ loạn đứng yên các thứ, choáng bắt được chiến thần mà. Chiến thần nó vẫn bị dính hiệu ứng bình thường nhá. Hiệu ứng đam của Amidan thì nó mạnh mẽ lắm nên là tận dụng được thế đấy, vào được bên trong này. Chết luôn một đám. Ô đừng. Đây rồi, đẹp quá kìa. Vào hai đường nhá, bắt vào hai đường nhá. Đúng rồi. Clear luôn này, clear trong hai này, vào hết hai đi anh em ơi. Em có chiến thần ở sân bay. Hai nó là nhà mình đấy nhá. Tấn công thế nhỉ? Hai quả có máy nha, hai quả nó. Vào thoải mái vào trong nhà nó rồi. Cầu lon có thằng nào đó, cầu lon có thằng nào có điểm đó. Ờ, học được chân phái rồi anh em nhá, tầm này là học được chân phái rồi nhá. Quan trọng là anh em có đủ danh vọng để mà học thôi. Có danh vọng học thì bị mất 10k danh vọng nhá, mất là mất sạch luôn nhá, không xài được hiệu đâu ấy. Cố gắng làm cái trang cái này để cho dùng để lo đi đâu hả? Cái loại cái lòn. Ừ, thôi đi bích. Ồ, bán ngày mà nó đi trầm không đó. Chứ phải ngày mà lại ứng đâu. Tập tượng mình nó làm gì nó dí mình ghê vậy hả? Cho anh lại cái lùi cái hàng này. Má nó quên căng lắm. Nó bất kiệt luôn. Mẹ đánh lên một cao, hai đánh lên một cao này đấy rồi. Đó, hữu chẳng. Lùi là cái đến từ châu Âu. Đánh từ hai tống sang một cao tống luôn á. Đúng rồi. Dạ. Yeah. Mát này. Đấy đi thôi, đấy đi thôi. Giờ cùng họ trên à, lên bắt luôn đi. Bên Tống lại bảo thế quái nào bên Liêu đông thế. Toàn người là người.
bên hai đó nhiều trên trên một cao, một cao, một cao tổng này, một cao tổng này. Đánh thì đéo đánh, cứ canh đơm nhau. Hiệu ứng nhiều, hiệu ứng nhiều trong ma một cao tổng nha. Gỡ đi, gỡ đi. Chết queo rồi. Nhà tao mà. Nó kêu nhà tao mà kìa. Hư đồ đâu, nó đánh hư đồ đâu. Xuống dưới đường này, xuống dưới đường này. Hư đang lắc đàn tới. Lắc lắc đàn hình như là ấn cắn cắn lắc cắn máu gì đấy lên là được ấy. Đối đồng bước quý. Ai tỉ nào tỉ nào chạy luôn, chạy luôn. Trời ơi, không có. Đéo chết một mạng nào luôn. Mẹ. Đón 10 cây sâu. Ta là cái yêu cổ đi còn huyện, mình phải đánh nghe nghe theo lời ta chứ không cá. Trời ơi, yêu cổ mày chắc mày nằm dưới địa rồi. Yêu cổ sao nằm dưới địa chạy được chứ. À, chạy được chỗ. Cổ má nghe mà đàn nó quýnh mắt này. Điểm này mày đánh cổ tao nè. Bán cục mày cho con nè. Bộ chú cháu mở đường là cái thằng thiên quyền á. Tụi mình nó còn có thiếu lâm mình lần nữa mà. Ngoài đánh dữ lắm chạy được. Ôi cái lúc đầu nó làm mình hơi sốc với cái lực lượng ăn treo hơi kinh đấy. Ê, phải cái tổng kinh phải nhức cho mắt nha, là nhức cũng cho mắt để ra. Tụi mò em. Cái lúc một xuống đầu, anh tôi có xuống một đâu mà ăn đâu mà chưa mắc điểm. Nè 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 nè, bên đây là ở dưới một mình ép nha chứ không xuống một ăn nha. Thôi từ đầu đến cuối nha. Thôi thôi. Ăn xong ăn cho. Đứng lại để hiển đi, hiển. Thôi để nhất không phải ai sút đâu mà bói mất mắt điểm gì. Xuống thẳng một một tống đi anh em ơi, xuống thẳng một tống đi. Ủi sao nó lát thế. Thẳng một tống luôn này. Và tên Huy thành để bét rồi. Bài chút người cũng thế thôi nha. Nó chết rồi. Đi gõ đi, gõ đi, gõ đi, gõ đi. Nghe mày nè. Ô sang cái hậu tiếng nữa. Sang cái hậu tiếng nữa. Sang cái thắng rồi. Đại hai mạng nữa cho full điểm. Đi đi nghỉ nghỉ rồi. Ôi giời ơi, tôi đang dính một nó này. Không lấy được bạn nữa. Yêu cổ, yêu cổ. Yêu cổ ông nào. Ủa, hai nó mất tiêu rồi. Đó là đó. Hai đuổi nha anh. Kiếm của nhanh thắng rồi. Nha là làm lên chiến. Em bị loạn bạn thích từ đây nè, không thấy à. Thấy à, em mẹ muốn ở đây nè. Ui con vô nó chịu ấy. Chỗ nào cắn cái người cổ cho nó dễ nè. Tao chết nha. Ba cái thì nhờ. Làm để hồi sinh được. Không, anh về cũ rồi. Anh ơi, thiếu cái giai đoạn không anh? Đấy. Mày cũng đám đám chứ đủ mà đám. Bọn nó đánh dưới một thấp mình ấy nhá. Ai về bắt thì bắt nhá. Bắt lại nó. Một thấp mình đánh một live team đấy. Ui, sao nó lag này. Luôn có thời nhãn cái. Không có thời nhãn. Anh chỉnh sao tu cho tất các bạn. Luôn rồi. Các bạn nó. Gì? Bạn chiến trường kìa. Ê, bạn ấn vô con của mày. Ờ, nó bắt quá. Sao tắt được? Xuống ăn treo, xuống ăn treo, nhanh nhanh xuống ăn treo. Ủa ấy. Trời, treo đi, treo đi, treo đi. Ê. Mẹ thằng này ít mất trên phái rồi, cay thế nhở. Để dắt thằng Giang nhau mất đi. Nè. Má thằng đó đánh cái máy được rồi. Không sống được còn để gam pha này. Bây giờ ông chúng bảo thôi. Còn tăng 2 chiều không ít được à. Bị nó đánh chết rồi. Xuống chơi. Nhìn thấy tao tăng 2 chiều đừng đấy. Đã đủ. Mà tụi đoàn một bãi luôn. Bãi là ra giác cận văn. Để hiển cho các cái này để cho mình nhận. Bu bu anh cái em ơi. Giác bắt này, giác bắt này có gì đi. Ui, phải lộn. Nhận xét luôn. Anh Di Bích ơi. Hạo hạo ra lên bút anh cái. Anh Di Bích. Nghe. Ờ xe nó phải làm giúp em anh. Cái gì? Chú anh cái hảo. Bây giờ tối nay đánh boss đeo hoa sơn nhỉ? Con này nó cứ dí theo em ạ. Ăn boss trước rồi, ăn hoa sơn. Ai mà định củ lên đây tổ em ạ.
bên đó cậu đánh đấy nha. Ôi làm kìa. Từ đó vừa đánh em mất xe nó. Đây rồi. Quay đi yêu chưa em yêu chưa. Mày quỷ cho anh đi chú. Cái này quỷ nó cũng gà. Tôi cổ lại đó. Đúng không? Ê, nó không phải, nó không phải. Đúng không? Đúng không? Đúng không? Game đánh đấm gì đâu mà đi cả cái chiến trường thấy toàn màu xanh vậy. Nó đang đánh ở một mình nè. Một mình thì có một vài thằng thôi, ông là mày trò. Tôi đi ngang qua tôi thấy rồi. Thì có một hai thằng thôi. Xuống dòng một tống mà ăn treo kìa, còn 10 phút nữa. Chảm chiếc thì tầm này. Đánh hết dưới nhà nó cho nó vui này. Chết rồi mất huyện rồi sao ấy. Kiếm được không? Đánh một này. Cứ tiêm chân ơi. Trời ơi nó quay mình. Đầu hai nó chung chết đủ chưa nó chung. Đúng rồi. Đúng rồi, học chân phái là mất 10 ca danh vọng là mất luôn nhá. Nếu mà cắn cái hiệu trước đấy. Anh Đường Vũ nó nói là sẽ vượt cổ hắn là một tay nó nổi tiếng rồi. Thì sẽ được là một tháng. Nhưng mà không biết nó là ai nha, nó nổi tiếng hay không, không biết ạ. Mất 10k là có khi là không xài được. Tao không biết nó là ai ạ. Nó nói xem vượt cổ nó là một tay nó nổi tiếng mà ta trên group nó nói vậy. Cường Vũ. Cường Vũ à, Cường Vũ hả? Thì trên group nó nói đó. Bảo nó với Tiên Ngọc rồi cặp bài trùng. Em của ông Bảo á. Chữ đây nè. Đó là người biết như Nguyễn Thắng với Hậu Trung là cặp bài trùng không? Không có tim mà. Ờ được rồi, mất đi. Không có tim mà sẽ biết. Mất rồi. À, còn biết tại sao hay nổi tiếng không? Nói về Thắng sút vào tường. Thắng cũng có tim. Không có tim. Chùm 12 hiệp 2. Ông hai là nổi tiếng giờ hàng kia đăng cái video và lý do tại sao là vui lì đọt đó thì tăng cái bóp đó ui trời ơi clear luôn bên dưới luôn anh em ơi thêm triệu bên mình nó hết rồi nhỉ dưới một đẹp như này không ai xuống ăn. Không chịu quý. Cả bạn không phút lên kêu lên. Không phút lên kêu nè. Game rác, game một chiều. Học về anh Quy ơi. Em đang nào rồi, ông muốn anh thấy rồi, anh kiếm mắt điểm coi. Em đang nhập hộ nó nè. Em ngươi một nó làm vậy? Để lấy nhiều đồ ăn hơn. Ôi giời. Má ông học. Tốn 5 đồng học. Kinh con không phí à. Sao lại xuống mà mạng mà điểm đây là ưu điểm cái gì à? À là quả. Đây. Nhiều quá. À mắc. Dưới một nó loạn này, ai xuống hộ cái này. Hậu ơi, sang anh cái Hậu ơi. Em chết rồi. Tầm này đi búp cho bọn thì không quyền chán lắm. Phát điểm mày theo đúng là. Rồi. Phát điểm chèo đi. Chèo đi. Đấy kia rồi. Đúng rồi, thấy không phải. Nếu mà ngàn điểm hết thì đẹp, cái mai dồn 2.000 rồi đó. Cậu mà không xuống tình hình thì mỏng thì cứ bong máy rồi. Bong chọc á. Bong máy nhìn thái rồi mà. Tính giờ này có thái ăn 2 ca xu nữa rồi. Nè, không nè. Mấy cái hàng mà chơi game em mình á, hồi nhỏ đánh tại Chí Minh Villa Game á, bây giờ đụng vô cái game này
nó là biến gì đâu là biến á. Đúng đúng má, em là biến chúa luôn á. Nhưng mà dạ lấy hôm nay mới xin ăn à. Ông giải thay giùm em. Tao hai cái là biến luôn. Rồi nó chết mạng rồi. Đụng vô mấy đám ăn cục đó rồi. Cho sao không lick cái đó đâu ngoài luôn. Thì chị đánh bắn gì vui chứ. À mà nó đâu ngoài luôn rồi. Chạy ra mẹ rồi. À đây. Nó còn ra đủ mới lick cho không. Đừng giỡn rồi. Vô nhà nấp luôn. Ý xì. Thôi thua 300 điểm kìa. Mày giỡn thua 300 điểm kìa. Đụng quá tét auto TV lấy chỉ có 5k thôi á. Ít nhờ. Tập trung, độ quá, công tài nguyên chiến. Có sư môn nè. Đã có sư môn rồi chú ơi. Còn 5 mảnh nó đủ 10 mảnh rồi mới ngưng. Nếu mà thiếu 5 mảnh thì thôi bảo bọn nó ăn đi xong bọn nó bán cho mình, nó mất cho mình đấy. Thôi là làm cái tròn, làm cái tròn này nó còn 5 mảnh nữa anh em, cố gắng lên anh em. Giờ làm chiến anh thắng à, giờ làm chiến à. Lô lô lô. Ui quá, anh có 356 đi à. Bao nhiêu? 356.